Chiều ngày 23 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện hòa tốc về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Thủy Điện Hòa Bình. Công điện yêu cầu các sở ngành và địa phương trong tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh và các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, phụ Cử và thành phố Hưng Yên theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện tốt một số nội dung. Tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đỏ ngang, đò dọc, ra soát bảo đảm an toàn các công trình đang thi công, các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi, biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người tài sản. Chỉ đạo kiểm tra giả soát đảm bảo an toàn đi điều, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố nếu có.